định 3 đội vào vòng 1-8. Pháp hóa giải thành công lời nguyên vòng bản ở Cup cấp. Markorius cùng các cầu thủ Borussia Dortmund thích thú với chiếc nón lá khi đến với Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Sau là trận vào tối ngày 29 tháng 11 theo giờ Việt Nam, ba đội đầu tiên lọt vào vòng 18 đã lộ diện. Với kết quả này, Pháp trở thành nhà vô địch đầu tiên hóa giải thành công lời nguyên vòng bảng sau hơn một thập kỷ. Cục diện của các bảng đấu khác vẫn rất khó lường và các cuộc tranh tài sẽ diễn ra rất khốc liệt ở loạt trận cuối. Bên cạnh đó, việc danh thủ Marco Roy cùng dàn sao Borussia Dortmund đã có mặt tại Việt Nam cũng là những sự kiện rất đáng quan tâm. Sau khi lượt trận thứ hai vòng bảng khép lại, vòng 1-8 World Cup năm 2022 đã chính thức xác định được ba cái tên xuất sắc góp mặt. Ba cái tên đầu tiên giành quyền đi tiếp cùng Pháp, Brazil và Bồ Đào Nha. Những đội bóng được nhận định là ứng viên vô địch trước khi giải đấu diễn ra. Đương kim vô địch Pháp tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại của bảng D. Họ dễ dàng đi tiếp sau khi đánh bại Australia 4-1 và Đan Mạch 2-1. Trong khi đó, Brazil cũng không quá khó khăn để đạt được tấm vé đi tiếp chỉ sau hai lượt trận tại bảng G. Đáng chú ý dù thiếu vắng ngôi sao số 1 Neymar, Selecao vẫn có những cá nhân khác tỏa sáng để đánh bại Thụy Sĩ ở trận đấu được gọi là tâm điểm của bảng. Bồ Đào Nha cũng cho thấy họ sẽ là những thách thức không nhỏ đối với cả Pháp và Brazil trong cuộc đua đến ngôi vương World Cup năm 2022. Sau màn khởi đầu với trận thắng thoát tim trước Ghana, Bồ Đào Nha đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng việc đánh bại đối thủ khó chơi Uruguay 2-0 để đi tiếp. 13 cái tên còn lại ở vòng 1-8 sẽ được xác định sau lượt trận thứ ba, lượt trận mang tính sinh tử khi mà các đội sẽ chiến đấu không khoan nhượng. Cũng ở vòng chung kết năm nay, hai đội đã sớm bị loại khỏi giải đấu là chủ nhà Qatar và đội tuyển Canada. Với tư cách đội đầu tiên đi tiếp, Pháp chấm dứt vận đen đương kim vô địch bị loại từ vòng bảng khi trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 1-8 quân cấp năm 2022. Trong 3 kỳ quân cấp liên tiếp, đội đương kim vô địch đều bị loại ngay từ vòng bảng với những thất bại gây sốc của Italy, Tây Ban Nha, Đức vào các năm 2010, 2014 và 2018. Tuy nhiên, Pháp đã hóa giải lời nguyền này khi trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 1-8 quân cấp năm 2022. Đương kim vô địch World Cup thể hiện sức mạnh tại bảng D khi lần lượt thắng Australia 4-1 và Đan Mạch 2-1. Ngôi sao Kylian Mbappe vẫn là nguồn cảm hứng để Les Players chinh phục vòng bảng World Cup năm 2022, giống như trên màn hình vô địch World Cup năm 2018. Tấm vé vào vòng 1-8 World Cup năm 2022 cũng giúp bóng đá Pháp phá giấc cho chính mình. Bởi lẽ thế hệ của Zinedine Zidane với tư cách đương kim vô địch từng bị loại ngay từ vòng bảng World Cup năm 2002, giải đấu cách đây 20 năm cũng được tổ chức tại châu Á. So với khi gục ngã ở vòng bảng World Cup năm 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Pháp đã tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn trên đất Qatar. Cách đây 20 năm, Les Bleus đã khủng hoảng khi Zinedine Zidane gặp vấn đề với chấn thương. Còn lần này, Pháp vẫn thi đấu thuyết phục dù liên tục chịu tổn thất lực lượng khi Angolo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkuru, Karim Benzema và Lucas Hernandez phải làm khán giả bất đắc dĩ. Ngoài ra, Pháp đã chính thức bị loại vì để thua đăng mạch 0-2 ở World Cup năm 2022. Còn lần này, Pháp chính thức giành vé vào vòng 1-8 World Cup năm 2022 nhờ trận thắng đăng mạch 2-1. Sau khi giành vé sớm, Pháp sẽ gặp Tunisia ở lượt trận cuối bảng D vào lúc 22 giờ ngày 30 tháng 11 thay cho huấn luyện viên DGA De Sam, chỉ cần Hoa là sẽ chính thức đứng đầu bảng chê và gặp đội nhì ở bảng C vòng 18 8 Đội trưởng tuyển Hàn Quốc đã khóc rất nhiều sau trận thua Ghana. Tôi xin lỗi tôi không biết phải nói gì lúc này, trái tim tôi đau nhói. Bản thân tôi lẽ ra phải thi đấu tốt và dẫn dắt các cầu thủ thật tốt. Nhưng tôi rất đau lòng khi không thể làm được điều đó, do hát chia sẻ của Son Heung-min sau trận thua Ghana. Đội trưởng tuyển Hàn Quốc đã gục xuống sân khóc sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Anthony Taylor. Trận này Son tung ra hai cú sút nhưng đều bị hàng thủ Ghana chặn được. Anh chỉ góp công trong màn gỡ hòa 2-2 của đội nhà. Khi phối hợp để Kim Jin Su truyền vào cho Cho Go Sung đánh đầu, trận thua Ghana đẩy Hàn Quốc vào thế khó khi buộc phải thắng Bồ Đào Nha ở lượt cuối để có cơ hội tranh vé vào vòng 16 đội. Son cho biết anh và đồng đội sẽ phải chơi hết khả năng để có thể gây bất ngờ trước đội bóng của Ronaldo. Tôi sẽ cùng các cầu thủ chuẩn bị thật tốt cho trận tới vì đội vẫn còn cơ hội đi tiếp. Thất bại hôm nay không phải là một tình huống tốt cho đội. Tôi đang cố gắng khắc phục để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của huấn luyện viên. Tôi phải làm việc chăm chỉ và chuẩn bị tốt hơn khi chỉ còn vài ngày nữa, Son nói. Tiền đạo 30 tuổi vẫn phải thi đấu với tấm mặt nạ bảo vệ trên mặt. Anh gặp chấn thương vùng mắt hồi đầu tháng 11 và sau đó trải qua ca phẫu thuật. Vắng mặt trên sân đấu 3 tuần ở đội chủ quản Tottenham, nhưng Son vẫn nỗ lực đá tròn hai trận đã qua ở World Cup. Son và đồng đội sẽ có thêm khó khăn ở trận gặp Bồ Đào Nha khi huấn luyện viên trưởng Paulo Pento không thể có mặt trên sân để chỉ đạo. Thuyền trưởng 53 tuổi này nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài cuối trận thua Ghana. đội tuyển Anh chạm trán đội tuyển xứ Wales ở lượt trận cuối cùng của bảng B World Cup năm 2022, trong hoàn cảnh chỉ cần một trận hòa là chắc chắn đi tiếp. Thay cho huấn luyện viên Gareth Southgate có quyền tự quyết vị trí sau khi bản đấu này khép lại. Nhưng đội tuyển Anh sẽ không mạo hiểm như vậy. Harry Kane và đồng đội rất cần một chiến thắng để có thể xây đắp niềm tin nơi người hâm mộ. Sau trận thắng đậm Iran, đội tuyển Anh trở lại mặt đất với trận hòa khó khăn trước đội tuyển Mỹ. Hình ảnh Tam Sư thi đấu thiếu ý tưởng chuyển trạng thái khá chậm và phụ thuộc hoàn toàn vào Harry Kane, tiếp tục lặp lại. Tiền đạo sinh năm 1993 là điểm đến của mọi pha bóng. Nếu anh có thể làm được gì đó, những đợt tấn công ấy có thể mang lại kết quả, ngược lại đội tuyển Anh dễ dàng mất bóng. Trên băng ghế dự bị, huấn luyện viên Seo vẫn còn trong tay Alexander Arnold, Phil Foden và Callum Wilson có thể mang đến những làn gió mới. Nhưng ngay cả khi đội tuyển Anh bế tắc, họ vẫn không được vào sân. Rất nhiều cựu danh thủ ở xứ sở sương mù lên tiếng bình luận về các quyết định nhân sự của ông Selgay. Nhưng nhà cầm quân này không thay đổi và không có nghĩa vụ phải nghe bất kỳ ai. Đội tuyển Anh dưới thời huấn luyện viên Selgay vào bán kết World Cup năm 2018, chung kết Euro năm 2020 bằng một lối đá kém hấp dẫn, nhưng kết quả tốt là điều họ có được. World Cup năm 2022 có thể là giải đấu mà kịch bản này tiếp tục diễn ra. Đội tuyển Anh thắng chưa thuyết phục trong mắt nhiều người nhưng đánh bại họ cũng rất khó. Phía bên kia chiến tuyến tấm vé dự World Cup sau 64 năm chờ đợi mang đến cho xứ Wales nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Dẫu vậy Gareth Bale và đồng đội vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hàng công của họ không gây ra đủ áp lực với Iran hay Mỹ khi Bale, Ramsey đã già, còn các vệ tinh chỉ là cầu thủ tầm trung. xứ Wales vẫn sẽ tiếp tục nếu họ đánh bại đội tuyển Anh, nhưng đây là mục tiêu được cho là quá sức với thầy trò huấn luyện viên Rob Page vào thời điểm này. Trên lý thuyết, đội tuyển Hà Lan vẫn có nguy cơ bị loại, không vượt qua được vòng bảng World Cup năm 2022. Lượt trận cuối cùng của bảng A World Cup năm 2022 diễn ra với hai cặp đấu đáng chú ý. Đội tuyển Hà Lan gặp chủ nhà Qatar và Ecuador đối đầu Senegal. Trên lý thuyết, dù đang dẫn đầu bảng đấu này, nhưng thầy trò huấn luyện viên Luis Van Gaal vẫn có khả năng phải nói lời chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng. Khả năng này chỉ xảy ra nếu đội tuyển Hà Lan thua Qatar. Ngược lại, chỉ cần Cody Gapo và đồng đội có được ít nhất một điểm trước đội chủ nhà, họ chắc chắn giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại. Trong trường hợp đội tuyển Hà Lan thua Qatar, kịch bản cân lốc màu da cam bị loại mới có điều kiện cần và còn thiếu điều kiện đủ. Phần còn lại chính là kết quả của cặp đấu giữa Ecuador và Senegal diễn ra cùng giờ nếu Ecuador thua Senegal với tỷ số cách biệt ít hơn so với tỷ số trận Hà Lan gặp Qatar, đại diện châu Âu là đội bị loại. Theo kịch bản này, Hà Lan và Ecuador có cùng 4 điểm. Tuy nhiên, chỉ số phụ hiệu số bàn thắng bàn thua của đội bóng Nam Mỹ tốt hơn, do đó Ecuador sẽ giành quyền đi tiếp. Trường hợp điều kiện đủ thứ hai là trận đấu giữa Ecuador và Senegal có kết quả hòa. Ecuador chắc rút đi tiếp. Tấm vé còn lại là cuộc tranh chỉ số phụ giữa Hà Lan và Senegal cùng 4 điểm đội tuyển Hà Lan sẽ bất lợi nếu thua Qatar với cách biệt trên hai bàn. Nếu một trong hai kịch bản kể trên xảy ra mà Hà Lan bằng điểm bằng hiệu số bàn thắng bàn thua với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chỉ số phụ tiếp theo được xét đến là số bàn thắng, rồi đến thành tích đối đầu điểm fair play. Nhìn chung kịch bản để đội tuyển Hà Lan bị loại rất khó trở thành hiện thực. Qatar là đội bóng yếu nhất bản chắc chắn bị loại sau hai trận thua liên tiếp. Đội chủ nhà cho thấy sự thua kém đáng kể về mặt trình độ so với cả ba đối thủ trong bảng đấu. Bộ trưởng Tư pháp Iran ký sắc lệnh trả tự do hơn 700 tù nhân trên khắp cả nước sau chiến thắng 2-0 trước xứ Wales tại World Cup năm 2022. Sau chiến thắng tự hào của đội tuyển bóng đá quốc gia, Bộ trưởng Tư pháp Golam Hossein Mohseni Aj đã ăn mừng cùng cả đất nước Iran và ký sắc lệnh đặc biệt, yêu cầu giới chức tư pháp hỗ trợ các tù nhân đủ điều kiện ân xá trả tự do để họ trở về với vòng tay gia đình. hãng tin Mizan có liên hệ với Bộ Tư pháp Iran thông báo hôm nay. Truyền thông Iran cho biết khoảng 715 tù nhân đã được thả tại 12 tỉnh trên khắp cả nước, trong đó có những người bị bắt trong các sự kiện gần đây. Dường như ám chỉ các cuộc biểu tình bùng phát từ sau cái chết của cô gái Masha Amini hồi tháng 9. Chiến thắng 2-0 trước xứ Wales hôm 25 tháng 11 là lần đầu tiên Iran đánh bại một đội tuyển châu Âu trong lịch sử tham dự World Cup. Nhiều người dân nước này đã mang theo quốc kỳ và kèn tràn xuống đường phố thủ đô Tehran ăn mừng sau trận đấu. Iran thất bại 2-6 trong trận ra quân gặp Anh hôm 21 tháng 11. Đội tuyển này còn hứng chịu tổn thất lớn sau trận đấu đó khi thủ môn chính Ali Reza Berenwan bị gãy mũi vì va chạm với đồng đội trong lúc cản phá bóng. Iran đang có cơ hội lần đầu vào vòng đấu loại trực tiếp, đội tuyển nước này đang xếp thứ hai ở bảng B và sẽ đối đầu Mỹ ở lượt cuối. Bên cạnh những diễn biến sôi động của World Cup năm 2022 tại Qatar, bầu không khí bóng đá tại Việt Nam cũng đang nóng lên khi 1 giờ 45 phút sáng ngày 29 tháng 11, chuyên cơ chở các cầu thủ Borussia Dortmund đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài, sẵn sàng cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào tối ngày 30 tháng 11. Mặc dù đội bóng hùng mạnh của nước Đức đến Việt Nam vào khung giờ không quá thuận lợi, nhưng đã có gần 100 người hâm mộ của đội bóng này có mặt tại sân bay quốc tế nội bài để được gặp gỡ các thần tượng. Trước khi đến với Việt Nam, câu lạc bộ Borussia Dortmund đã giành chiến thắng trước nhà vô địch Malaysia Johor Darul Tazim với tỷ số 4-1 trong trận giao hữu vào tối ngày 28 tháng 11. Trận giao hữu giữa câu lạc bộ Borussia Dortmund với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11 tại sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước thềm AFF Cup 2022. Câu lạc bộ Borussia Dortmund mang đến Việt Nam 25 cầu thủ với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Marco Reus và Matt Hummel. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, câu lạc bộ Dortmund sẽ dành buổi sáng để nghỉ ngơi. Tiếp đến đội bóng tham gia nhiều hoạt động bên lề như học làm phở, tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội, gặp gỡ học sinh, sinh viên, v.v. Câu lạc bộ Dortmund sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 11. Buổi tập sẽ mở cửa tự do cho người hâm mộ tới theo dõi. Hai ngày trước trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund, đại diện của câu lạc bộ nổi tiếng nước Đức đã khảo sát lần cuối sân Mỹ Đình. Bà Julia Fa, trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và phát triển kinh doanh quốc tế của câu lạc bộ Borussia Dortmund, đề xuất ban tổ chức lập hàng rào mềm ở khu vực kháng đài A tại buổi tập của đội bóng nước Đức để người hâm mộ có thể tiếp cận gần hơn với các cầu thủ. Buổi tập làm quen trên sân của câu lạc bộ Dortmund diễn ra từ 18 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11. Đội bóng nước Đức sẽ mở cửa toàn bộ thời gian để phục vụ khán giả. Người hâm mộ có thể theo dõi Marco Roy và đồng đội tập luyện từ khu vực khán đài. Trong quá trình khảo sát lại công tác chuẩn bị bà Julia Far nhận xét khu vực khán đài và đường beach cách xa nhau, bất tiện cho người hâm mộ muốn xin chữ ký và chụp ảnh giao lưu cùng các thần tượng ở câu lạc bộ Dortmund. Vì đại diện của đội bóng này đề nghị lập thêm hàng rào mềm ở khu vực khán đài A hai bên lối vào đường hầm để người hâm mộ đội bóng này có thể tiếp cận gần hơn với các cầu thủ. Marco Roy và đồng đội cũng dễ dàng ký tặng hoặc chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ Việt Nam hơn. Ban tổ chức tiếp nhận đề nghị bất ngờ này từ phía bà Julia và đang bàn bạc với bộ phận an ninh để tìm ra giải pháp triển khai tốt nhất. Ngoài vấn đề nói trên, bà Julia tỏ ra hài lòng với công tác chuẩn bị của sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, bà cũng nhắc lại việc đảm bảo chất lượng sân bãi. Theo đó, việc tưới nước phải được thực hiện liên tục gồm 15 phút trước giờ khởi động, 15 phút trước giờ thi đấu và trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Đại diện ban tổ chức khẳng định việc túi nước sẽ được triển khai đủ và những yêu cầu này không mới so với những trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam trước đây. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Moon vào 19 giờ ngày 30 tháng 11, Marco Roy cùng đồng đội sẽ có mặt tại Hà Nội vào rạng sáng ngày 29 tháng 11. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.